Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi chính phủ Việt Nam thể hiện quan điểm phản đối rõ ràng đối với cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine. Đài truyền hình Tazesto và tờ báo Tagesspiegel của Đức đưa tin hôm 13 tháng 11 dẫn lại tuyên bố báo chí của ông Scholz. Hai cơ quan báo chí Đức cho biết rằng trong cuộc gặp diễn ra cùng ngày giữa ông Scholz với Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam ở thủ đô Hà Nội, bên cạnh lời kêu gọi kể trên, ông Scholz nói thêm cuộc chiến xâm lược của Nga là sự vi phạm luật pháp quốc tế với hệ lụy tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Các nước nhỏ hơn không còn an toàn trước hành vi của các nước láng giềng lớn hơn, mạnh hơn. Vẫn đài Tagesspiegel và báo Tagesspiegel tường thuật thêm rằng Thủ tướng của Đức đã liên hệ đến Trung Quốc và vấn đề tranh chấp Biển Đông cùng với lời phát biểu rằng ngay cả ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải áp dụng sức mạnh của pháp luật chứ không phải là luật của kẻ mạnh nhất. Phía Việt Nam dường như im tiếng về lời kêu gọi của Thủ tướng Đức vì theo quan sát của VOA, hai cơ quan báo chí Đức không có tường thuật gì về việc Thủ tướng Việt Nam có đáp lại hay không, trong khi báo chí Việt Nam không đề cập đến lời kêu gọi của Thủ tướng Scholz trong các bài báo của họ và nói rằng Thủ tướng Đức kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.